Trời ơi, quà nè, quà nè, quà nhỏ, quà lớn, quà đồ các kiểu trên đời luôn. Siêu xịn, siêu mịn, siêu son luôn. Hôm nay là sinh nhật của ai? Không biết nữa. Happy birthday chú Du. Happy birthday chú Du. Du là A Vũ. Du là Võ Bình An. Anna Võ Official. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu thương mới mến của mẹ. Chúc ngay luôn xinh đẹp nha. Nhiều sức khỏe nha. Không chúc người ta học giỏi nữa. Học giỏi nha, nha, nha. Chúc con gái yêu học giỏi nha. Được học kỳ 2, được học sinh rất cắt luôn á. Con gái yêu thương nha. Nên là chú ý mấy môn phụ chứ đâu phải là thiệt mấy môn chính nè. Happy birthday to you. Happy birthday to nè. Happy birthday to nè. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to nè. Chúc gái xinh đẹp, học giỏi, luôn ngoan, được mọi người yêu thương quý mến. I love you, bạc bạc. Trời ơi, cô trò chơi. Tuyết tận đây. Cô bé ở đâu mà vô đây nè, bé ở đâu à, mua bé vô trong kia chơi, chơi bên này nè. Nói cô ơi, mua bé vô chơi slime một bé hả em? Ba bé 300 trong rồi, ba đứa đi chơi chút rồi chú ai tiếng ba rồi mà con muốn tìm chú ai tiếng ba tiếng từng sáu cho anh vô số điện thoại em ở đây, đừng cho ra ngoài nha, có gì gọi cho anh nha. Đúng rồi đó, xong rồi gọi mình mấy tiếng. Coi để dép ở đâu, để cho đúng chỗ nha con. Ai mà đẹp dữ vậy trời.
lấy lẩu, lấy đồ ăn đó, mẹ hướng dẫn ba đứa đó đi. Đồ chín rồi đúng không ta? Ừ. Ủa vì sao đâu có đủ gấp mấy này ăn đâu? Cái này trong học đây nè. Còn cái này á là để đi lấy đồ ăn không ta? Còn cái này đựng rác nè con. Cái này đựng rác nè. Cái chỗ cái này của ai đây? Cái này của Ngâu hả? Dạ của bà ăn chung á. Ăn chung thì để đây nè, hai đứa nè. Hai đứa sóc nữa, sóc nó có rồi nè. Đâu sóc nó có cái này nhỏ. Dạ, quên đi lấy nước rồi đúng không? Hai đứa đúng không? Đúng rồi, tủ Pepsi ly nè, sóc ly nè con. Ly nè, ba cái ly nè. Thiếu nước chấm nè, lại bên kia, phía bên cô nó xanh nè. Có nước chấm tương ớt rồi nè kia. Không, không quên cái phần nước uống. Cái kia tủ Pepsi kìa, cái kia không phải cái tủ lạnh đâu. Đừng có chơi con dơ lắm con. Đang ăn đừng chơi. Đang ăn cắp vô đây mình kiềm chế lại về nhà chơi. Ủa nào lấy cái gì mà lấy dĩa không vậy? Hai đứa chôm luôn cái kẹp của người ta rồi lấy cái gì cái kẹp. Bị lùng rồi còn nhúng chút nữa. Đó đó, sắp đứng đi chứ để nó mắc phải.
hình ảnh đó, đó vô vô đội ngũ lên đó đó. Rồi đó cài rồi con, trời cái kính của đứa này qua chừng gãy á. Kính của đứa này có chụp lại không hay là có chụp lại không? Có chụp lại không? Rồi thank you, in đi. Rồi hết mực. Bao nhiêu tiền một lần chụp? 70.000. 70.000 là được 3 tấm đó hả? Dạ 4.800 tấm. Gì 4.800 tấm? Đây, chị nấu mượn. Chị nấu mượn. Đưa chị nấu mượn con. Thím Hạnh với cái mẹ. Vậy mà nó cũng đi được nữa. Vậy mà nó gì mà nó oẹt rồi ra kìa. Hai đứa này đi vệ sinh không? Sao nó nghe con cái bài dễ dàng này con qua đi mà. Có có mình chạy, có mình chạy mới luôn, đánh xong rồi đem về nhà luôn cũng được. Ê té á, từ từ con, từ từ, cái chai nguy hiểm lắm. Cái dây á, đi thang máy á, là con đừng nó đứng sát cái mép này quá là nó ăn chiếc giày á. Nè mép lên cắn đầu. Nè xếp nó té này nào. Té mới có chuyện vui á. Đây nè nè mấy cái này nguy hiểm con, để chú tự mở cho hửi. Thơm không? Mùi sóc mùi nào, hộp nào á, bông kình. Không giống cái này hộp nào. Bữa sáng mua lại nè. Đây là không kình khóc. Ừ đúng rồi, không kình khóc. Đó, nó biết đi vậy không đi tôi lại không biết. Đưa mấy cái bị đi con, người ta không có cho sách bị vô đâu. Cái bị vô là nó lẫn lộn đồ đạc của người ta. Cắp đưa đi con. Vô coi đi. Đừng làm đổ bể được à. Đổ bể có mẹ lo.
Ủa sóc nè, sóc cầm đi. Nó cứ lẻn đẻn theo trước. Theo hai bà chị già. Đây thì an toàn rồi. Cái từ ngày cái này nó mất an toàn nè, cái nó bắt đầu nó sáng chế cái thằng này nè, nhưng mà cái thằng này nó đòi hỏi nhiều diện tích hơn. Mày biết tại sao không? Cái dốc của nó cho phép nó có 7% mà. Thằng dốc này nó lên tới 15 cho tới 45%. Ở dốc này nó thoải thoải. Đi xuống nè. Bỏ đi xuống lên nào nè. À xuống đây nè, đây 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 lấy xuống. Hai đứa cái gì nó không bỏ đi rồi sao? Ôi trời. Nè để ý con. Dắt cái ghê kìa nó bị nổ. Dắt cái gờ á, cái gờ cao á. Bị 2 và 8 lò 8 quá. Cái dây dày của nâu một chút nữa xuống tới nơi á. Con kéo cái nơ cho nó to một chút. Đừng ngồi xuống con, làm đi cho xong xuống thang máy đã. Để chút chị nâu chỉnh xong đi xuống hết thang máy ra con. Bộ ra cái đầu trần đạo luôn hả? Cổng mặt kia đi ha. Ôi trời mưa lớn rồi. Đưa bị đưa sắp đi con, sắp đưa bị đi con. Đưa cái bị đi con. Rồi đi. Hỏi thôi.
Cái kìa. Ông che này gì không? Rồi, được rồi. Hehehe.